Chúng tôi là Hoàng Bách, phụ trách chương trình diễn đàn thời sự trên Việt Radio 1560 AM. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Và thưa quý thính giả, trong chương trình này ngày hôm nay chúng tôi có vị khách ở xa để mà tường trình, đó là nhà báo Lê Trung Khoa, chủ bút và chủ nhiệm tờ báo Thời báo .d tại Ba Linh, Đức Quốc. Và chúng tôi xin hân hạnh kính chào anh Lê Trung Khoa. Vâng, xin kính chào các bạn đọc của đài. Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng ta biết là cái vụ án mà có liên quan tới vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 thì đã được đem ra xét xử tại Đức vào ngày hôm qua, tức là ngày 24, và nhà báo Lê Trung Khoa từ Ba Linh sẽ tường trình đến quý vị. Ngày hôm qua, nhà báo đã tường trình, tuy nhiên có những tin tức nào cập nhật, xin anh Lê Trung Khoa có thể gửi đến quý thính giả của chúng ta, thưa anh. Vâng, ngày hôm nay, thưa quý khán giả, ngày hôm nay là buổi thứ hai của phiên tòa xét xử nghi phạm Nguyễn Hải Long với tội danh là tiếp tay cho việc mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức vào năm 2017. Ngày hôm nay chúng tôi đã có mặt tại phiên tòa từ lúc 9 giờ sáng và sau đó phiên tòa đã đi vào xét xử với cái đặc biệt là bắt đầu có sự xuất hiện những nhân chứng tham gia nhìn thấy cái sự việc bắt cóc xảy ra tại Berlin vào ngày 23 tháng 7 năm 2017. Đây là những người Đức, những người Pháp, những người Thổ Nhĩ Kỳ và họ đã trực tiếp nhìn thấy hình ảnh của những cái nhóm Việt Nam được cho là mật vụ Việt Nam bắt cóc và cưỡng đoạt cái tự do của cô Phương cũng như là của ông Trịnh Xuân Thanh và đưa vào ô tô đã đậu sẵn ở bên cạnh cái khu vực đó. Ngoài ra thì trong cái phiên tòa này thì hé lộ một cái tình tiết rất mới, rất đặc biệt, đó là việc có một có người Đức, người ta đã nhặt sau khi cái vụ bắt cóc xảy ra, người ta đã báo gọi điện báo cho cảnh sát ngay lập tức và họ đã nhặt cái điện thoại cũng như là cái kính râm của được cho là của ông Trịnh Xuân Thanh bị đánh rơi sau khi bắt cóc và xảy ra. Cũng điều nữa là ngày hôm nay cũng có một nhân chứng của người Việt ra đã khai báo về cái việc họ đã được một cái cán bộ đại sứ quán Việt Nam đó là ông Lê Đức Trung, một đại diện của sứ quán Việt Nam dùng đưa cho giấy để ủy quyền để đến để cái người Việt Nam này đến lấy đồ của cô Đỗ Thị Minh Phương ở cái khách sạn Sheraton nơi cô ấy đã trú ngụ trước đó. Và cái người nhân chứng này đã khai ra toàn bộ cái sự việc từ đầu đến cuối và cho đến khi mà sau khi lấy đồ xong ông ấy đã được cái vị làm ở lãnh sự quán Việt Nam ở Berlin kia đưa đến sân bay Berlin Tegel để đưa đồ cho cô Đỗ Thị Minh Phương, nhưng rất tiếc là cô Phương đã vào phòng cách ly và không kịp đưa, sau đó họ đã về và chia tay ở trung tâm Berlin. Thì đấy là cái tình tiết rất mới ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, thưa anh Lê Trung Khoa, qua những cái sự kiện mà các cái nhân chứng vừa nêu lên cũng như là các nhân chứng có những bằng cớ rất là cụ thể, như vậy ông Nguyễn Hải Long tức là coi như đã tham gia một cách trực tiếp, nếu không có đó đồng tình thì đồng lõa với ông Đường Minh Hưng và tòa đại sứ để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, phải không thưa anh? Vâng, trong bản cáo trạng đọc ngày hôm qua tại phiên tòa cũng như ngày hôm nay cũng được nhiều lần nhắc lại cái việc mà trong cái điện thoại của ông Nguyễn Hải Long là bị cáo hiện nay đã có những cái cuộc gọi rất nhiều cho ông Trung tướng An ninh Việt Nam Đường Minh Hưng khi ông Hưng đang ở Đức, và họ cũng ghi lại toàn bộ những cái số điện thoại của hai bên gọi cho nhau, phải nói là rất nhiều, và kể cả những cái số điện thoại mà ông Đường Minh Hưng gọi cho những cái đối tượng khác ở Đức. Và thưa anh, theo qua cái dư luận cho rằng là nếu mà ông Nguyễn Hải Long là đã tham gia trực tiếp và mà là một trong những người bắt cóc, thì như vậy nếu bình thường ở Đức thì cái tội phạm này được sẽ kết án bao nhiêu năm thưa anh? Vâng, với cái tội phạm này thì theo cái điều luật của Đức thì nó là tội phạm khá nặng và khung hình phạt thì có thể lên tới 10 năm. Đây là cái thông tin mà những cái luật sư tham dự phiên tòa đó cung cấp cho chúng tôi ngay tại phiên tòa. Dạ vâng, chúng tôi có biết là một số báo chí của Việt Nam có muốn tới tham dự nhưng mà họ ghi tên quá trễ, vào ngày chót đã hết hạn rồi.
thì ngày hôm qua nghe nói chỉ có một người thôi, thì ngày hôm nay cái số người này có được tham dự để nghe cái phiên tòa không thưa anh? Về phía báo chí tiếng Việt thì tôi chỉ thấy có bên thời báo chúng tôi là một, và có một cái trang báo khác của nhà nước, đấy là Thông tấn xã Việt Nam là hai, và có một cái trang báo mạng ở bên này là Tuổi Trẻ Online là ba. Thì ba cái đơn vị này hôm qua và hôm nay đều có tham dự. Tuy nhiên báo chí quốc tế thì hôm nay cũng vẫn tham dự, nhưng mà số lượng ít hơn, bởi vì dù sao đây là một cái phiên tòa thứ hai, nó kém quan trọng hơn phiên tòa khai mạc ngày hôm qua. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi và quay video ngay tại tòa, phỏng vấn luật sư, mà trong một ít phút nữa thì chúng tôi sẽ phát lên trên mạng để trang thời báo, để phục vụ bà con với ý kiến của những cái vị luật sư, ý kiến của những cái người đến dự về cái sự việc này. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì thưa anh, qua những cái sự kiện mà nếu có vị án xả ra đó, thì cái dư luận của cộng đồng người Việt ở Đức như thế nào nghĩ về cái vụ án này thưa anh? Cộng đồng người Việt tại Đức thì là họ đã sống ở đất nước dân chủ và tự do này rất lâu rồi, và họ học tập được cái nguyên tắc sống ở Đức là trật tự, an ninh, an toàn và tôn trọng pháp luật. Điều này thì khi mà các quan chức Việt Nam sang Đức thăm cũng đều khuyên người Việt Nam như vậy, tức là tôn trọng nước pháp luật nước sở tại, hội nhập với cộng đồng nước ở đây. Nhưng mà rất tiếc là cái điều đó thì đã bị có lẽ đã bị trong nước đã làm ngược lại cái điều họ nói. Cho nên là rất là nhiều người Việt Nam đã thất vọng, đã ngỡ ngàng khi cái sự việc nó xảy ra là việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh là có thật, và nó ngược lại những cái thông tin mà họ nhận được ở trong nước là ông ấy tự đầu thú. Phiên tòa đương nhiên là đây là mới là phiên thứ hai và sẽ còn tiếp nữa, tổng cộng có 21 phiên, cho nên chúng ta sẽ có nhận được thêm nhiều cái thông tin mới nữa để cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức và trong và ngoài nước, kể cả Việt Nam, đánh giá được đúng cái thông tin, đánh giá được đúng cái nhận thức của mình và thực hiện trong tương lai cho cuộc sống của mình nó tốt hơn. Dạ vâng, cảm ơn anh đã tường trình. Và thưa anh, thì bây giờ chúng ta cũng sắp sửa hết giờ, anh có những cái tin tức nào nói thêm với quý thính giả của chúng ta? Và cũng xin thông báo với quý thính giả là quý vị sẽ đón nghe chương trình anh Lê Trung Khoa, nhà báo từ Berlin, Đức Quốc, là đặc phái viên của Việt Radio, sẽ tường trình chi tiết về cái vụ tòa mà tiếp tục xét xử, thưa anh. Vâng, cảm ơn các khán giả, và chúng tôi sẽ liên tục theo dõi tường trình tất cả 21 phiên tòa để cho bạn đọc khắp nơi được biết cái thông tin, được biết cái sự thật, và mong rằng bà con có thể tiếp tục chia sẻ cái thông tin của đài cho nhiều người khác cùng biết. Dạ vâng, một lần nữa thì chúng tôi thành thật cảm ơn nhà báo Lê Trung Khoa từ Berlin, Đức Quốc đã tường trình về cái vụ án mà xét xử chính quyền Đức đã đưa ra xét xử ông Nguyễn Hải Lam là một trong những người tầm phạm đi theo những nhà tình báo của Việt Nam để mà bắt cắp ông Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 tháng 7 năm 2017. Một lần nữa, chúng tôi xin chúc anh được nhiều sức khỏe và hẹn anh vào trưa mai 11 giờ. Xin kính chào anh. Vâng, như quý vị đã biết thì Việt Nam với Đức thì đã có quan hệ rất lâu dài từ thời Cộng hòa Dân chủ Đức cũ. Tức là vừa rồi chúng tôi ở đây cũng vừa tổ chức 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Đức rất là lớn và nhiều được sự quan tâm của nhiều bạn bè cũng như là các doanh nghiệp Đức đến tham dự. Nhưng mà rất tiếc là ngay sau đó là đã xảy ra cái vụ việc này, vụ việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Cái này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thì ngày hôm nay vừa xong đã có cái chương trình truyền hình phát trên đài truyền hình EBB của tức đài truyền hình trung ương của Đức, kênh của Đức cũng đã nói rõ là nó sau khi phiên tòa, khi Đức quyết định đưa phiên tòa ra xét xử và xét xử trong 21 phiên liền với cả tất cả những bằng chứng được đưa ra, thì đây là thì sau khi phiên tòa chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng rất lớn và ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam, bởi vì những cái việc mà xảy ra thì nó quá rộng, quá lớn và nó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Đức. Bởi cái việc này là việc ảnh hưởng an ninh quốc gia Đức khi một cái sự việc bắt cóc không phải đến từ một tổ chức tội phạm nhỏ mà nó là do nhà nước tổ chức. Mà khi một nhà nước tổ chức bắt cóc thì tự nhiên cái nhà nước đó lại bị coi, tức là dưới con mắt của những người châu Âu ở đây
và rất nhiều kiều bào họ coi đấy là một nhà nước tội phạm. Tức là và theo lời của một cái vị mà, thẩm phán làm việc ở trong tòa án hình sự quốc tế Den Haag thì cũng đã nói chuyện với tôi. Họ cũng nói riêng với tôi rằng là chúng tôi rất tiếc rằng là tôi thấy rằng là sau cái vụ này xảy ra thì có lẽ những cái tội phạm hạng nặng, tội phạm lớn nhất đã lọt vào bộ máy lãnh đạo, bộ máy chính quyền của quý vị, cho nên mới để xảy ra những cái việc như thế này, bởi vì cái việc bắt cóc này là do nhà nước tổ chức.